Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh của xe điện motor điện. Kênh video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ dàn sau rất là khủng, dành cho các bạn làm cái xe hai bánh hay là xe ba bánh. Xe ba bánh thì các bạn có thể tham khảo cái dòng xe ba bánh khủng long T-Rex. Dòng xe đấy thì rất nhiều các bạn đã làm và nó rất là đẹp, với cái bộ trang bị một bộ dàn sau này thì cực khủng luôn. Bánh đẹp, bản rộng, đường kính lớn, phanh đĩa và nhông rất là đầy đủ. Bên kia là sử dụng nhông xe máy, còn bên này sử dụng phanh đĩa. Và trang bị một cái bộ giảm xóc rất là lớn, giảm xóc sao rất lớn. Đấy, đường kính phi giảm xóc là 12mm. Cái lò xo đấy các bạn nhé. Đấy, rất là to luôn. Thì các bạn có thể kết hợp bộ này để làm một cái xe hai bánh cũng đẹp, hoặc là các bạn làm cái xe ba bánh khủng long T-Rex cũng rất là đẹp, kết hợp với con máy ba tiến một lùi nữa thì không còn gì để chê nữa. Đấy. Các bạn nhớ đón xem cái video sau, em sẽ làm một cái combo về bộ xe ba bánh khủng long T-Rex cho các bạn tham khảo và lên giá nó dễ dàng hơn. Trong cái video này em xin giới thiệu cho các bạn một cái dàn sau này không thôi, và các cái thông số kích thước cụ thể của nó. Sau đây sẽ là một số cái kích thước chủ đạo của cái bộ này. Thì đầu tiên phải nói đến cái bánh xe. Bánh xe này thì có đường kính là 50cm các bạn nhé, gần 50cm. Đấy. Tất nhiên cái bánh xe này thì còn có nhiều lựa chọn khác, nhưng với cái bánh này là thông số của nó là 235/30-14. Đấy. Bánh này thì có bản rộng là 20cm các bạn ạ, rất là rộng, có chắn bùn đàng hoàng nhé. Phanh đĩa đây, phanh đĩa này, phanh đĩa có đường kính là 18 nhé. Đấy, 185mm, có cả bộ phanh dầu ở đây đấy nhé. Đây, bộ phanh dầu của nó đây. Đấy, phanh dầu này có thể sử dụng phanh dầu tay hay phanh dù chân thì tùy các bạn. Và cái bộ giảm xóc của nó đây, giảm xóc của nó có chiều dài là 30cm các bạn ạ. Đấy, còn tổng chiều dài cái gắp sau này rất là dài luôn. Đấy, tổng chiều dài của cái gắp sau này là 83cm này. Chiều rộng của cái gắp chỗ này là 23mm này. Đấy. Còn cái chiều rộng của cái gắp bánh xe này là 35cm các bạn nhé, 36cm. Đấy. Rất là đẹp luôn. Thì với cái bộ khung càng này thì nó sử dụng đĩa và bên này là sử dụng nhông. Đây. Bên này là sử dụng nhông này. Nhông này là nhông xe máy các bạn nhé. Đấy. Có cả tăng xích luôn đây này. Đây, đây là tăng xích này. Các bạn có thể tham khảo một số cái dòng bánh đường kính lớn hơn một chút nữa cũng được. Lớn hơn cái bánh này là cái bánh 270/30-12, nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên thì theo mình nghĩ là với cỡ bánh này hoặc cỡ bánh 270/30-12 là cũng khá là ok.
ok rồi. À, các bạn nhớ đón xem cái video sau, mình sẽ làm combo một cái bộ 3 bánh nhá. Còn bộ video này thì mình chỉ làm đến đây thôi. Thì các bạn nhớ đón xem cái tập sau, video sau mình sẽ lên combo một bộ đầy đủ, làm một cái xe 3 bánh, xe T-Rex khủng long đấy. Rất là đẹp luôn. Tăng xích này, có hết này, dây phanh dầu này, cụm theo dầu này, các bạn có thể sử dụng phanh tay hay phanh chân thì tùy. Và cái bộ này thì lên với cái máy 3 tiến một lùi thì miễn chê luôn, giá cũng rẻ mà lại đẹp. Thì mọi chi tiết thắc mắc về giá thì liên quan đến cái bộ gấp sau này thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 và Zalo thì cũng cùng số này luôn. Đây là cái bộ đầu giảm sốc treo này. Với cái bộ này thì nó có sẵn cái bộ khung đầu rồi. Thì các bạn chỉ cần mua về và hàn đến cái khung sẵn lên xe của mình thôi. Còn ngoài ra thì để các bạn có thể không mua cái bộ đầu này. Với cái bộ này thì nó có chiều rộng là 87cm. Thì các bạn lắp bánh lên thì nó sẽ tương đương với khoảng 1m. Đối với những cái bánh bản rộng đấy, 87 lắp bánh lên là làm những cái xe 1m là rất là đẹp. Đây là cái mẫu bánh này, là mẫu bánh 18 x 9.5 8 này. Đấy. Cái mẫu bánh này là bánh 270 x 30 x 14. Đây là mẫu bánh này, là mẫu bánh 235 x 30 x 14. Và ở cái khung hình giữa đây là mẫu bánh 230 x 30 x 12. Còn cái mẫu bánh lốp dày như thế này, là mẫu này là mẫu 200, mẫu này là 23 x 10.5 x 12. Mẫu bánh này thì là mẫu bánh địa hình 22 x 10 x 10. Tiên mình xin giới thiệu đến các bạn đấy là cái mẫu bánh 270 x 30 x 14 này. Mẫu bánh này mắc loát là 190 kg. Đây, 190 kg. Đây là chịu tải lớn nhất của nó này. Đấy. Bánh này rất là đẹp. Và giá thành thì cũng tương đối là cao. Các bạn nhớ thông số và xem giá ở dưới phần mô tả nhé. Cái bánh này có đường kính là 55cm này. Đấy. Bánh này có bản rộng là 22cm này. Đấy, vân bánh rất là đẹp. Tiếp theo là đến cái mẫu bánh này này.
Mẫu bánh này là mẫu bánh dạng như kiểu là xe sân côn đấy. Mẫu bánh này là bánh R10 thôi nhưng mà thân lốp nó dày. Mẫu này đường kính bánh xe cũng là 55 cm này. Nhưng bánh này là bánh R12 nhé. Thông số bánh là 23 x 10.5 10 trừ 12. Đây là mắc loát của nó là 1340 lbs. Đấy, cái này thì mình phải quy đổi ra theo kg thôi, cái này tí mình sẽ lên mạng và mình tra, mình sẽ đưa ra cái thông số cho các bạn xem. Bánh này có chiều và dày là 24 cm, bánh rất là dày. Tiếp theo một mẫu bánh nữa là bánh 235 x 30 trừ 14. Đây, mẫu này là mẫu 235 x 30 trừ 14 này. Mẫu này thì cái thân lốp nó mỏng hơn. Thường thường thì cái chỉ số 235 này là 235 là chiều dày của cái lốp này. 30 này là 30%. Cái chiều dày này thì bằng 30% cái chiều rộng của lốp. Và cái số 14 này là chỉ số của cái vành này, cái đường kính vành. Bánh này thì có đường kính là 50 cm. Đấy. Bản rộng là 22 cm. Tiếp theo là mình xin giới thiệu đến một cái mẫu nữa là mẫu bánh xe địa hình. Mẫu này có thông số là 22 x 10 trừ M10. Đấy, bánh này là bánh vành 10 thôi nhưng mà nó rất là lớn và gai thì rất là sần sùi, đúng như cái nghĩa của nó, đấy là bánh xe địa hình rất là to, đường kính nó cũng lên tới 55 cm. Đây cũng 55 cm. Cái bánh này thì các bạn thường hay xem ở những cái cuộc đua xe địa hình thì nó hay sử dụng cái bánh này. Bánh này có bản rộng cũng khá là lớn. Đây cái bản rộng của nó đây. Bản rộng của nó lên đến 25 cm thôi. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu bánh khác nữa. Mẫu bánh này là bánh 18 x 9.5 nha, nó có cả 18 x 8.5. Thì cái bánh này là 18 x 9.5 đây. Chỉ số của nó đây. Đây, các cái thông số của lốp đây. Đấy. Bạn có thể nhìn rõ bánh không xăm, tất cả là đều không xăm. Mắc loát là 103 kg, tương đương với lại 227 lbs. Đấy, đường kính cái bánh này là 45 cm. Để cái thứ này để cứ chết hết. Cái đường kính của bánh xe này là rơi vào khoảng 45-46 cm. Và cái chiều dày của lốp, đây chiều dày của lốp là 23 cm. Đấy, bánh này là bánh 8 nhá. Bánh 8 này thì nó có cả bánh vành sắt nữa. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái mẫu bánh R12 nữa.
Đây là bánh R12 này. Có thông số là 205/30 R-12. Đấy, bánh này cũng có 4 ốc. Và cái đường kính của nó là 45 cm. Đấy, chiều dày của lốp. Chiều dày của nó là 20 cm.